Xin kính chào cả nhà, Tina Channel xin kính chào cả nhà và xin chúc cả nhà mình một ngày mới luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng. Hello all my lovely friends, welcome back to my channel, Tina Channel welcome you and I wish you a new day, everything coming so well and so healthy to your family. Today I'm inviting you to cooking with me just a really simple noodles, gomen noodle, like a really special noodles for today. Cả nhà ơi, hôm nay Tina xin mời cả nhà nấu với Tina một tô mì rất là đặc biệt nha cả nhà. Một tô mì rất là đơn giản, hôm nay Tina ăn rất là đặc biệt luôn. Ok, bây giờ Tina xin mời cả nhà. Ok, my friends, we begin now, okay? Okay, so what I'm going to cook today is I'm going to cook mama noodle. Mama, and all the ingredients I'm going to cook today is tomatoes. I'm going to make a nice sweet and sour sauce. And then I have here a shrimp, meatball, Vietnamese ham, and Vietnamese ham. So it's two different kind of ham. This is roast ham and it is baked ham. Yeah, cả nhà ơi, thì hôm nay Tina nấu là Tina sẽ xào cà chua cho chua chua ngọt ngọt. Rồi đây là rau chút xíu nữa Tina sẽ ăn với mì. Rồi đây Tina có bò bò giò bò giò xin lỗi, bò dầu diên, chả lụa, tôm với lại chả nướng nha cả nhà. Ok, bây giờ bắt đầu Tina nấu nha cả nhà, mời cả nhà. My friends, cooking with me. Ok, and then one egg too. Cả nhà ơi, và một trứng gà chiên nữa nghe cả nhà. Trời ơi, hôm nay là một tô mì Tina nấu rất là đặc biệt luôn. Tina ăn bù lại những cái năm mà Tina nhớ hồi lúc Tina ở Việt Nam đó, Tina ở dưới quê á. Trời ơi, Tina rất là khổ nghe cả nhà, không có mì ăn nữa cho nên bây giờ Tina phải ăn bù, ăn bù lại những cái những món hồi xưa ha, Tina không có ăn. Bây giờ thì Tina sẽ xào cái này cho nó thơm lên nha cả nhà. Đó. Mời cả nhà nấu với Tina cho vui nha. Cả nhà ơi, cả nhà khỏe không? Cả nhà ơi, xin cả nhà đừng quên và thương Tina nha và ủng hộ cho Tina. Và đừng quên cho Tina một cái subscribe, like and share nghe cả nhà, để Tina có thêm động lực Tina sẽ làm thêm nhiều video cho vui nha cả nhà. Và cảm ơn cả nhà đã bỏ rất là nhiều thời gian xem video của Tina. All my friends, thank you so much for watching my video and please support my channel. Thumb up, subscribe and like. Thanks, love you my friends. Okay, bây giờ the onion is golden, so I'm going to stir fry this, the shrimp and meatball and the ham. This one will be the last one. Đây cả nhà ơi, Tina đã chuẩn bị đồ này để nấu một tô mì rất là đặc biệt. My friends, I'm preparing all this stuff to cook for the noodles. So I'm waiting for the shrimp to be cooked, and meatball will be cooked, and then I'm going to cook the sauce. Now I'm going to put the tomato right now to make it sweet and sour.
thôi đó, để cho cà chua nó sẽ mềm ra chua chua lên một chút, xong rồi Gina sẽ bỏ nước sốt vô. Okay, my friend. Okay, I'm going to put the sauce. This sauce I have like a chicken base, a little bit sugar, a little bit of fish sauce. So I combine, you know, a couple ingredient into the soup. So I'm going to pour in the pot right now. Rất là đẹp luôn cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Wow. Okay. Tina sẽ nấu chỉ đủ một tô cho Tina thôi nha cả nhà. Tại vì á là nấu nhiều quá thì sợ ăn không có hết. Đó. Okay, bây giờ thì Tina sẽ trụng mì trước để có, tại vì Tina sợ là mì nó sẽ không có được mềm, cho nên bây giờ Tina sẽ nấu một chút xíu nước nóng, xong rồi Tina sẽ đổ vô mì, Tina sẽ trụng mì. Tina bỏ hai miếng hành vô. Và trong thời gian chờ đợi thì Tina sẽ chuẩn bị và Tina có thể làm thêm một miếng nước mắm đây nữa. Tina sẽ chuẩn bị đồ nêm. Đây đồ nêm cả nhà nhé. Rồi bây giờ Tina sẽ làm cái hột gà luôn. Để coi là cái này nó sẽ chín rồi. Rất là ngon. Nên sẽ để nghiêng nghiêng qua đây một tí để nó sôi quá. Chuẩn bị sắp sửa ăn rồi cả nhà ơi. Nào sẽ ngâm mì trong vòng 1 phút. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi Tina sẽ làm cái hột gà. Rồi, giờ chúng ta coi mì như thế nào rồi.
Dằn quá. Dằn bập luôn cả nhà ơi. Rồi Tina sẽ để nồi lại cho nó sôi lên rồi bắt đầu Tina sẽ chuẩn bị cho mì. Bây giờ Tina để Tina tắt nước ra cả nhà ơi. Đây cả nhà, đây là Tina đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ cái này thì Tina sẽ làm cho nó nóng lại một chút. Đó, Tina bỏ hèm vô đây cho nó nóng, Tina chỉ cần nóng lại thôi. Tại vì hèm không cần. Rồi, bây giờ cái này Tina sẽ bỏ lên trên mì. Đây cả nhà ơi, đó. Quá nhiều. Ok, bây giờ Tina sẽ cắt luôn hộp gà. Ok, bây giờ Tina sẽ múc vô. Wow, một tô mì này phải nói là quá dữ dội luôn cả nhà ơi. Quá đặc biệt luôn. Đây cả nhà ơi, bây giờ Tina sẽ bỏ miếng bỏ trứng hột gà vào đây luôn nha cả nhà. Wow, quá giòn luôn. Đây này, Tina sẽ cho đầu niêm vô. Tina sẽ cho chút xíu tiêu. Rồi cả nhà ơi, rồi Tina sẽ cho chút xíu chất niêm của chua chua vô nữa để cho nó có cái chất chua mặn mà của cái mì. Rồi đây cả nhà ơi, còn đây là chén nước mắm Tina bỏ đây. Tina sẽ cho chút xíu nước mắm nếu Tina cần chấm. Rồi Tina xin mời cả nhà nha, đây là một dĩa rau và một tô mì của Tina đây. Đó, bây giờ Tina xin mời cả nhà. Quá ngon luôn, mời cả nhà cùng dùng Tina nha. Oh my friend, I'm done with the noodles, very special noodles. You see, I share with you what I had cooked. It's very special and it is vegetable I'm eating with it. So please enjoy with me. Here we go. Ok, bây giờ Tina xin mời cả nhà. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Đây. Đó, đây là một bữa ăn trưa của Tina nha cả nhà. Oh my friend, this is my lunch time. Okay. Cuối video Tina xin chúc cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, ăn khang thịnh vượng. All my friends, the end of this video, I wish you the best come to you and I will see you next video. Bye bye.